Thưa quý vị, khối không khí lạnh mạnh đã bắt đầu suy yếu đi, tuy nhiên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn nằm sâu trong khối không khí lạnh. Nhiệt độ đêm hôm qua đã tăng trở lại từ 1 đến 2 độ, nên thời tiết thay đổi không nhiều, trời vẫn rét, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, có ban ngày thì trời nắng. Hiện nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Đời gió đông Đông Nam sẽ chi phối thời tiết của các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Chính vì vậy mà thời tiết có phần ấm và ẩm hơn. Một vài nơi có mưa vào đêm và sáng, sương mù có xu hướng gia tăng làm cho tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gây bất lợi cho giao thông, nhất là đối với những cung đường miền núi. Vì vậy mà các hoạt động du lịch, nhất là du lịch khám phá bằng xe hai bánh sẽ không mấy thuận lợi. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 11 cho đến 15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 23 cho đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, do ảnh hưởng của địa hình đón gió nên tại đây trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác trên khu vực từ Huế trở vào cho đến Quảng Ngãi. Một vài nơi khác có mưa vài nơi, nhiệt độ tăng từ 1 đến 2 độ, với mức nhiệt độ trong ngày từ 20 đến 26 độ, phía Nam là từ 21 cho đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì trời nhiều mây, một vài nơi sẽ có mưa rào nhẹ, ban ngày trời nắng yếu, đêm và sáng sớm trời xe lạnh. Nhiệt độ trong ngày tại khu vực Tây Nguyên biến đổi từ 15 đến 26 độ, còn tại Nam Bộ là từ 20 cho đến 31 độ. Như vậy, mặc dù thời tiết Nam Bộ chuyển nhiều mây, một vài nơi có mưa, nhưng mưa cũng chỉ làm cho không khí trong lành hơn, thời tiết lại mát mẻ dễ chịu, rất thích hợp cho các hoạt động du lịch. Thời tiết đẹp, sông nước Cửu Long lại mênh mông, còn gì thú vị hơn khi du khách được thư thả ngồi trên những con xuồng, xuôi theo dòng nước giữa muôn vàn cây trái hai bên bờ hay giữa những hàng dừa xanh ngát, chắc hẳn sẽ cuốn đi mọi cảm giác mệt mỏi, căng thẳng để quý vị sẽ lại đón nhận một năm mới bận rộn bắt đầu. Rời vùng sông nước Cửu Long, xin mời quý vị cùng theo dõi thời tiết của các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo khác trong đêm nay và ngày mai để có những kế hoạch du lịch hợp lý. Tại khu vực Tây Bắc Bộ thì thời tiết ấm lên nhưng vẫn còn rét, một vài nơi có mưa nhỏ. Cụ thể như tại Sapa sẽ có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 6 đến 11 độ. Tại thành phố Tam Đảo trời không mưa, nhiệt độ từ 12 cho đến 18 độ. Điện Biên cũng có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 12 cho đến 22 độ. Khu vực đông bắc bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù dài rác. Do vậy các phương tiện khi lưu thông vào khoảng thời gian này cần hết sức lưu ý. Trời còn rét với nhiệt độ thấp nhất trong ngày tại một số nơi như là tại Hà Giang, Vịnh Hạ Long và Hải Phòng cũng chỉ dao động từ 12 đến 14 độ. Cao nhất trong ngày cũng không vượt quá mức 25 độ khu vực miền Trung ở phía Bắc đều Hải Vân. Đây là nơi có mưa nhiều hơn cả trên cả nước, mưa tập trung chủ yếu ở Huế, các nơi khác có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù dài rác, phía Bắc trời rét, còn tại phía Nam thì trời lạnh. Tại Sầm Sơn nhiệt độ từ 15 cho đến 24 độ, Phong Nha Kẻ Bàng nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ và tại Huế có mưa nhiệt độ trong ngày hầu như không vượt quá 24 độ chuyển sang khu vực miền trung ở phía nam đèo Hải Vân. Không khí lạnh đưa hơi ẩm từ biển vào sâu trong đất liền, gây ra mưa giải rác cho khu vực này. Thời tiết khu vực cũng ấm áp hơn ở phía đắc đèo Hải Vân. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ là từ 20 cho đến 26 độ, Hội An nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, còn tại Bà Nà nhiệt độ chỉ từ 14 cho đến 20 độ khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu, đời gió đông cũng gây nên tình trạng nhiều mây, có mưa nhỏ cho khu vực này, đêm và sáng trời lạnh. Sóng gió suy giảm nhưng vẫn còn gây bất lợi cho du lịch biển. Tại Nha Trang sẽ có mưa, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Mũi Né không mưa, nhiệt độ từ 23 cho đến 30 độ. Vũng Tàu có mưa nhỏ và nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên thời tiết khá đẹp, mưa nhỏ xảy ra trên diện vài nơi, tập trung ở phần phía nam của khu vực và thời tiết rất thuận lợi cho du lịch và các lễ hội ngoài trời trong những ngày lễ đầu năm 2015 này. Cụ thể như là tại Pleiku và Buôn Ma Thuột đều không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Còn tại Đà Lạt sẽ có mưa nhẹ, nhiệt độ chỉ từ 11 cho đến 19 độ. Xuống đến khu vực Nam Bộ, không khí lạnh suy yếu đang tạo thuận lợi cho những nhiễu động trên biển lấn vào. Và trời nhiều mây, có mưa vài nơi, tập trung chủ yếu ở vùng ven biển. Vào sâu trong nội đồng mưa giảm, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái mát mẻ và dễ chịu, nên khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi dã ngoại ngoài trời cũng như là du lịch tại đây. Du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo thì gió mùa đông bắc vẫn duy trì cường độ cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 kèm theo mưa rào và rông làm cho khu vực biển Vũng Tàu, Côn Đảo không được thuận lợi lắm cho du lịch. Tuy nhiên vùng biển đảo Kiên Giang và Phú Quốc thì giọng sóng gió chỉ ở mức trung bình nên du khách vẫn có thể đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vùng biển đảo này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của Đài truyền kết thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt.